Hoàng Nhị Ca bên tay trái, Ân Nghệ Cha bên tay phải, Hổ Tung Hoành đằng sau lưng, Chép Hóa Rồng ở dưới chân. Gia đình vẫn luôn là điều duy nhất nên family nằm trên ngực. Vài thằng anh em cũng vừa đi mất nên trên hai vai lại thêm mực. Đừng nhìn vẻ ngoài mà bắt hình giống, nói người ta xấu mà xem lại mình có nhắc mình không. Đừng nhìn cuộc đời qua bức bình phong, giá trị con người nó nằm ở ngay cái gác mình sống. Sự thì quanh năm thành tâm miếng Phật dùng bụng giả chứa một bộ dao găm hỏa hổ hỏa vì nan hỏa cốt. Tri nhân tri diện bất kỳ tâm, người khôn thích giả làm người dốt, người ngu thích tỏ vẻ cao thâm. Người càng có nhiều thì càng khiêm tốn, kẻ chẳng có gì là thích khoe khoang. Lời càng mỹ miều là lời gian dối, vốn dĩ lẽ đời mặn đắng khô khan. Còn thích được.